Điều tra bếp ăn nhà trường khiến nhiều học sinh ngộ độc sau khi đi tham quan. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về kết quả điều tra, xử lý sự cố tại trường tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, khiến nhiều học sinh nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm. Chi cục đã đề nghị tạm dừng hoạt động của bếp ăn tập thể tại trường để điều tra rõ nguyên nhân. Liên quan đến sự cố tại trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân xảy ra vào ngày 28 tháng 3. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử hai đội phản ứng nhanh đến nhà trường, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra. Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trường đã ký hợp đồng với công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Qua kiểm tra tại nhà trường, về hồ sơ pháp lý và điều kiện thực tế đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cũng đã cử đội phản ứng nhanh gồm 4 người, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 xe cấp cứu, đồng thời huy động 6 cán bộ, nhân viên trạm y tế phường Kim Giang, 1 bác sĩ, 5 điều dưỡng, thực hiện khám, phân loại, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Việc xử lý môi trường, khử khuẩn toàn bộ lớp học và ngoại cảnh bằng dung dịch khử khuẩn chloramin B cũng đồng thời được thực hiện. Tổ điều tra đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn giả ngoại, mẫu thức ăn của học sinh ăn tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng cử một tổ phối hợp phòng y tế, trung tâm y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu cần thiết tại nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, nơi học sinh tới tham quan. Từ sự việc trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị bếp ăn tập thể trường tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh, phát hiện trường hợp bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định. Phòng Y tế quận Thanh Xuân cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các đơn vị, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 3, trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh, khối 1 và khối 2 đi tham quan tại nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô, thời gian ăn trưa lúc 11 giờ cùng ngày. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh. Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3. Khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn. Từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ cùng ngày, có khoảng 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó, 21 trẻ khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 5 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 22 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, 1 trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Hiện tại, các học sinh tiếp tục được theo dõi tại các bệnh viện. Theo báo Lao động, bác sĩ trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội cho biết. Tình trạng các cháu lúc vào thì là đa số là mệt lạ, nôn nhiều, có một số cháu thì bị đi ngoài, thì chúng tôi cũng khai thác thông tin ngay lúc đó thì cô hướng dẫn viên du lịch và một đại diện nhà trường đưa vào thì nói là sẽ có khá nhiều cháu là bị ngộ độc, thì chúng tôi nhận thấy đây là một vụ có thể là ngộ độc hàng loạt, đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo bệnh viện, phó giám đốc bệnh viện và kích hoạt báo động đỏ toàn viện để sẵn sàng để tất cả các phương tiện kỹ thuật để cấp cứu các cháu. Thì sau cái nhóm đầu tiên vào có 5 cháu thì chúng tôi đã tiến hành xử lý cấp cứu, truyền dịch, dùng kháng sinh. Thì sau đó thì các cháu thì cũng đã qua được cái giai đoạn bệnh nặng ban đầu. Và hiện tại thì các cháu đều tỉnh táo, tốt, không nôn, không đi ngoài nữa. Theo bác sĩ Sơn, qua khai thác được biết, bữa trưa của các em học sinh diễn ra vào lúc 12 giờ trưa. Sau 2 tiếng bắt đầu, có một số cháu có các triệu chứng đầu tiên. Theo khai thác thì các cháu có đi dã ngoại trong ngày hôm nay thì khoảng 12 giờ các cháu ăn bữa trưa. Thì khoảng sau 2 tiếng thì bắt đầu có các triệu chứng đầu tiên của một số cháu. Đa số là nôn, các cháu có triệu chứng đầu tiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái vụ ngộ độc thực phẩm. Các con thì cũng không miêu tả rõ hết được, nhưng mà trong đó thì có cánh gà rán, có khoai tây chiên, có canh giá đậu, giá đỗ, cơ bản là các món ăn đó do nhà trường nấu cung cấp. Trong số 7 cháu đang cấp cứu ở đây thì có khoảng 5 cháu là có thể sáng mai mà các cái chỉ số sinh tồn và xét nghiệm ổn định thì các con thể ra viện, còn có 1 hoặc 2 cháu thì sẽ phải theo dõi thêm một chút, chắc là hết ngày mai.